Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục kết nối những cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Con thích làm dâu tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với gì? Em xin thức thì chưa có mối tình nào hết. Chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường với trẻ con. Mẹ em chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ em hiểu với đồng cảm. Xin mời bạn nữ. Ôi dịu dàng quá đi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Mình giới thiệu về mình nào, cô gái. Dạ, xin chào con Vân với lại chú Huyền Linh và bạn trai bên kia. Con tên là Huỳnh Thị Thúy Hằng, quê ở Bến Tre ạ. Năm nay 30 tuổi. 30 tuổi hả? Dạ. Trời ơi, thiệt luôn hả? Làm công việc gì Thúy Hằng? Dạ, em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Ừ. Dạ, em cũng sau đó làm bên Dubai. Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai. À 6 năm. Rồi mình về mới về đây đúng không? Dạ, về năm 2020 thì dịch cho nên là con lên Sapa làm và sau đó là con về Sài Gòn thì lại bị dịch nữa cho nên con ngưng cái việc làm lại ạ. Con về Sài Gòn là ước mơ của con là làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ. Nhưng mà do dịch cho nên là ngưng lại là con không có đi làm á. Cho nên con sử dụng tiền tiết kiệm và con nghĩ là con sẽ phải tìm một cái công việc mới. Rồi, xin mời em trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào khán giả của mình nữ bên kia. Em tên là Trịnh Minh Hậu. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh năm 92. Em sinh ra ở Bình Thuận. Đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm kỹ thuật viên ạ. Hậu làm kỹ thuật viên. Dạ. Hằng Hậu. Hằng có Hậu. Có Hậu là có Hằng. Ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là tự lập. Em lạc quan vui vẻ. Em nghĩ mình có tính cầu tiến, cũng biết lắng nghe chia sẻ. Bây giờ mình nói sơ một chút về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với gì? Ở dưới ngoài xong ở với gì? Dạ. Thứ ba mẹ con đâu? Hồi lúc mà sinh con ra được 6 tháng á, thì ba đánh mẹ. Xong rồi ba có gia đình khác và mẹ con đi tu. Gia đình con không tìm được mẹ, không biết mẹ tu chùa nào. Tại vì tìm xong rồi cứ tu chùa khác, xong rồi tìm rồi không tìm được nữa. Ba con thì có gia đình khác và mang con đi bán nhiều lần á. Cho nên là bên ngoại không cho gặp ba nữa. Con không biết ba với mẹ con ở dưới ngoại. Ngoại mất thì con ở với gì? Con có nhớ về mẹ mình cái ký ức của con á? Lúc đó con 6 tháng thôi, con không biết gì vậy. Con chỉ có coi qua hình ảnh thôi. Con được một tấm hình duy nhất của mẹ. Một tấm hình duy nhất của mẹ thôi. Dạ, dạ. Nhưng mà mẹ có biết sự tồn tại của con bây giờ như thế nào không? Hoặc là dạ, con có biết mẹ đang ở nơi nào không? Dạ không ạ. Gia đình cũng cố gắng tìm trên phương tiện truyền thông nhưng mà chưa được ạ. Ồ, vậy hả? Hằng khó tìm mẹ, nhưng mà mẹ chắc rất dễ tìm Hằng nếu muốn tìm. Rất là mong mẹ là cho dù mẹ tu ở đâu chứ chỗ chùa bây giờ chứ cũng có truyền hình hả Linh ha? Có chứ, bây giờ con có thể nhắn mẹ. Đúng rồi, Hằng nhắn với mẹ đi. Dạ. Có bị xúc động. Không sao, con cứ sống với cái cảm xúc của mình. Con chỉ mong là mẹ có thể vẫn còn sống và vẫn còn khỏe. Nếu thực sự con được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ. Con có mong muốn là mẹ tìm con không? Dạ, nếu mà điều đó làm cho mẹ con thoải mái. Còn nếu mà mẹ con vẫn còn sống và không có thoải mái khi gặp con cũng chấp nhận chuyện đó được. Mẹ mà nhìn thấy Hằng như này là chắc là mẹ sẽ đi tìm Hằng thôi. Bởi vì hiện giờ ngồi trước mặt mọi người đây là một cô bé rất là đáng yêu, rất là hiền, rất là xinh đẹp. Cho nên rằng là mình có một đứa con gái như thế này thì thực sự là mình không tìm nó thì đúng là mình sẽ hối hận suốt luôn á. Hằng ơi. Dạ. Mẹ Hằng tên gì vậy? Dạ Huỳnh Ngọc Trâm ạ.
Huỳnh Ngọc Trâm. Biết đâu được thông qua chương trình có thể gặp mẹ thì sao? Dạ, ông bà ngoại mất rồi nhưng mà ông ngoại là Huỳnh Văn An, bà ngoại là Trần Thị Út ạ. Đó là hoàn cảnh của cô gái bên cạnh bên. Nghe cái chia sẻ của hàng bên kia thì Hậu cảm giác sao em? Dạ, em nghĩ là bạn nữ bên kia sẽ sống rất tình cảm và luôn luôn hướng về gia đình. Bạn ấy đang thiếu thốn với tình cảm của gia đình. Dạ. Và luôn luôn hướng về gia đình. Bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên đi. Em chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Chưa có luôn? Dạ. Ôi, Hậu nay 30 tuổi mà chưa có mối tình nào. Dạ, chỉ gọi là yêu đơn phương ạ. Mới tìm hiểu có 1-2 tháng là người ta không có quen em nữa. Con hiểu không? Còn Hằng thì sao? Dạ, con nhiều hơn bạn bên kia. Con có 2 mối tình chính thức. Một bạn là lúc con mới vừa ra trường Cô Tô thì con làm ở công ty và con quen bạn đấy gần 1 năm hơn. Đến khi mà con quen bạn trai đầu tiên, con mới biết được là học đếm là như nào. Con quen bạn đấy và bạn đấy có quen một vài bạn khác nữa, tầm giống như kiểu đi 1, 2, 3, 4, 5 trùng những cái tên đó. Thì sau khi mà con biết bạn coi trai con có người khác thì con kiểu là không có níu kéo mà là con nói là nếu mà anh chọn bạn đó thì em không níu kéo, anh có thể đi. Nhưng bạn đó lại tiếp tục chọn con, rồi sau đó lại thêm tiếp tục người khác và cứ như vậy. Chào Hằng. Dạ, chào ạ. Đó là mối tình đầu tiên á. Còn mối tình thứ gì nói luôn cho ông mới ông nghe. Dạ, mối tình thứ hai là con làm ở Dubai lại. Con được cái bạn đó cứ theo, biết ngày nào cũng theo và chăm sóc. Tại vì bạn đó thấy con hiền á, cho nên là bạn con cũng thích. Nhưng mà khi quen được vài tháng thì đem về gia đình, có nghĩa là mang con về Nepal để giới thiệu với gia đình. Thì gia đình bạn đấy không chịu. Bởi vì là người ta chỉ muốn cưới cùng quê, cùng chỗ với họ thôi. Không thích người nước ngoài. Bạn đó là người Nepal? Bạn đó ở Dubai làm và là quốc tịch của Nepal cô. Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương như Hằng này, nhưng gặp quá nhiều giông bão trong cuộc đời. Cái số phận trớ trêu ha. Con cảm giác giống như là cuộc đời con vẽ lên một bộ phim gì đó. Nhưng mà thường những cái số phận đó trong những cái câu chuyện bao giờ cũng có một cái kết thúc rất có hậu đó. Và Hậu đang ngồi bên đây. Đúng rồi. Chờ đó nha. Hằng muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, chỉ cần bạn đó chấp nhận cái hoàn cảnh của con, chấp nhận cái sự mạnh mẽ của con đã trải qua, chấp nhận con ở nhà là một người rất bình thường và trẻ con. Có chấp nhận gì không Hậu? Dạ được ạ. Được không? Được rồi, để cô ra cô coi cái người đàn ông, cái người đàn ông mà tinh khôi. Hiền khô, Hậu tinh cũng hiền khôi nữa. Luôn. Ừ, trời đất ơi. Đẹp trai vậy mà chưa có yêu ai là sao Hậu? Dạ, kiểu đơn phương thôi ạ. Thế là người ta thấy mình thích người ta quá, thế là người ta không có thích mình nữa. Rồi người ta chảnh, người ta không thèm thích mình luôn. Cái gì kỳ cục vậy trời. Nhiều khi số phận Linh ơi, Vân thấy là số phận á. Bạn này long đong lận đận như thế, khổ sở như thế, để rồi ông trời ông tạo cho hai bạn gặp nhau ở đây, để gặp bạn Hậu. Đúng rồi. Gặp Hậu, Hậu tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Các bạn nữ cũng dễ thương, chắc cũng cao ráo. Nghe cái hoàn cảnh của bạn vậy, Hậu có nghĩ là nếu như hai đứa chọn bấm nút cho nhau thì là Hậu sẽ đem lại cái hạnh phúc cho bạn không? Em sẽ cố gắng hết sức mình. Cô gái bên kia lúc đây bản lĩnh, tự tin, tự lập. Một cô gái rất mạnh mẽ luôn, mới vượt qua một chặng đường rất là đau khổ như thế. Hậu thì rất là hiền, mình đoán là một người tốt đó. Đúng. Anh nghĩ rằng là hai đứa nếu mà hiểu nhau, cố gắng bun đắp mối tình này đó, thì nghĩ rằng ta sẽ có một cái kết đúng như tên của em vậy đó Hậu. Chính xác. Tôi thấy là mở đi mở rào cho hai người nói chuyện nha. Mở rào. Rung quá hả? Dạ. Hết sức bình tĩnh. Bắt đầu đi Hậu. Anh đâu gặp anh có món quà tặng em. Anh tặng em gì vậy? Em đâu quá bảo không được anh hỏi. Bình dưỡng nhiệt á. Dạ, một bình dưỡng nhiệt rất là dễ thương ạ. Sao lại tặng cái này vậy Hậu? Dạ, bữa lần em dùng thì sẽ nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà, em tặng anh cái áo. Nếu mà anh quen em cũng được, mà anh quen người sau cũng được. Nhưng mà đừng thay người con gái như là cái áo. Vừa rồi. Em về Việt Nam lâu chưa? Lúc mà em nghe em nói là mới về Việt Nam. Dạ, em về hồi năm 2020 ạ. Tháng 1 năm 2020. Lúc em về thì em cũng nghĩ là về lúc đó mình sẽ may mắn và để dùng cái tiền tiết kiệm của mình để mà mình mở quán cà phê bé thôi ạ. Là ước mơ của em. Nhưng mà dịch quá cho nên là chưa được ạ. Em có tính đi tiếp không? Hay là về đây luôn? Dạ, em về đây luôn ạ. Đã phấn đấu lâu rồi, em cũng muốn có một gia đình. Anh thấy em rất là nghị lực, giỏi nữa. Anh thì cũng ở quê lên á. Anh cũng tự kiếm tiền rồi đi học. Anh mới học nghề xong đây rồi, giờ mới làm kỹ thuật ở công ty này cũng gần 2 năm rồi. Giờ anh thấy cũng ổn định rồi, đến tuổi phải lập gia đình.
nhà cũng hối nữa. Em con gái bị hối nhiều lắm ạ. Nếu mà mình bám nút cho nhau thì một tuần anh sẽ gặp em được bao nhiêu lần ạ? Em ở chỗ nào ạ? Em ở quận 7 ạ. Quận 7 ạ? Nếu mà tình yêu ổn định thì một tuần có thể 2 lần, 2 đến 3 lần. Hiện tại anh ở quận nào ạ? Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai á. Dạ. Em có yêu động vật không? Nhà em có 2 chó, 3 mèo, vì em đang nuôi. Anh nghĩ em sẽ yêu vì em là người sống rất tình cảm. Chó mèo nhà em nó cũng giống như em vậy đó. Đa số được lượm ở ngoài đường về nuôi. Cho nên là gia đình em ai cũng yêu động vật, với lại là sống tình cảm lắm. Thế em nấu ăn ngon lắm nhỉ? Dạ, em nấu ăn được, ngon ạ. Anh cũng biết nấu á. Tại anh đi học một mình á. Lúc đi học là anh không có việc gì nên cũng tự túc được. Cùng nấu nó sẽ vui hơn là một người nấu. Đúng rồi, đúng rồi. Gia đình Hậu còn bao nhiêu người với ai đó thì giới thiệu cho bạn gái biết luôn đi. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Ba mẹ đang ở đâu Hậu? Dạ, ở Bình Thuận nè. Bạn Hằng rất là thích đi làm dâu. Dạ. Bạn rất muốn có một cái tình cảm gia đình. Mặc dù đi nhiều nhưng mà vẫn còn mang bản chất của con gái quê Bến Tre. Thì cũng có, mà cũng có những lúc mà đừng có chọc dữ. Khó để chọc dữ lắm, nhưng mà chọc dữ lên cũng dữ lắm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Ông yêu chưa mà ông nói ông chung thủy? Tại khi nào em yêu em cũng yêu hết mình hết. Hậu nói với Hằng đi, tương lai lập nghiệp ở đâu rồi mình phát triển kinh tế thế nào? Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, em thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Tuy nhiên em theo anh, phát câu muốn gọn lắm, đầy đủ ý nghĩa luôn. Thế em mình tìm hiểu khoảng bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà mình hợp thì trong 1-2 tháng. Với em như vậy là nhanh nhất, còn chậm nhất thì chừng 6 tháng 1 năm gì đó. Em thì ở trạng thái em đã sẵn sàng về tinh thần và cái kinh tế. Có nghĩa là bên đàn trai không cần phải giống như những gia đình khác là phải hỏi lễ hay gì cả, con không đòi lễ. Anh cũng nghĩ như vậy là hợp lý. Đồng lý về cái em gì? Đòi lễ gì? Hợp lý là về thời gian làm đám cưới hay là không đòi lễ. Người ta nói vậy thôi chứ mình phải có lễ chứ, con gái đi cưới. Anh thì cũng nghĩ là mình tìm hiểu khoảng tầm 3-4 tháng, đến nửa năm là có thể tới hôn nhân được, nếu hợp nhau. Thế anh nghĩ là khi mà đi đến kết hôn á, là tình yêu hay là quan trọng là hợp nhau? Anh nghĩ hợp nhau, không có ai hợp nhau hoàn toàn 100% cả. Mình phải vì nhau để cố gắng thay đổi bản thân một chút thì mới hạnh phúc được. Chứ không ai mà đạt vào cái là hợp nhau cả. Lúc mà em mở rào ra em gặp bé Hằng á, cái trái tim em nó có loạn nhịp không? Dạ, nhảy nãy giờ, em không biết nó chạy có bên tay bên phải thôi. Vậy hả? Còn Hằng sao Hằng? Dạ, con có thích ạ. Hai bạn này á, là chắc là yêu xong rồi sẽ hòa hợp. Cũng có những mối tình là người ta hòa hợp rồi người ta sẽ đi đến tình yêu. Nhưng mà chắc là hai bạn này yêu rồi hòa hợp rồi đi đến hôn nhân. Hậu có thể đến nắm tay bạn gái, hát một đoạn nào đó và nói một cái câu nào đó thật tình cảm từ trái tim của mình. Tặng em một bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Coi như thay lời tỏ tình luôn đó ha. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với anh. Anh hát hay mốt thì hát cho em nghe. Ok anh. Em cảm nhận được là anh cũng sống rất là tình cảm, cũng hiền, nhưng mà cũng có nét là cũng giữ ở bên trong. Anh dễ thương. Cảm ơn em. Chúng ta về ghế đi nào. Trước khi mình quyết định bấm nút, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của người thân. Hãy nhìn lên màn hình. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình là dì Út của Thiên Hằng. Tôi là dì Út của Thiên Hằng. Chúng tôi đến từ Bến Tre, quê hương đồng khởi. Thứ hai là một người đứa con, cháu trong gia đình ngoan, hiền, lễ độ. Tôi muốn nhờ chương trình tìm cho Hằng một người bạn có thể thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn cũng như là những vui buồn trong cuộc đời của tôi. Xin chào. Hậu thấy gia đình của Hằng hiền không, dễ thương không? Dạ, rất dễ thương ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quyết định, để tay vào nút bấm đi.
Nếu bạn cảm giác rung động, nếu các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay vào nút đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa là nắm tay nhau đi. Hãy nắm tay nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Mong rằng hai em sẽ cố gắng chăm sóc cái mối tình này để đi đến một cái kết thúc, đó là kết thúc có hậu. Có hậu rồi, bắt đầu đó. Hỏi sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ hậu giống như gia đình của Hằng đang ngồi đó. Có cậu của gia đình mình muốn nói với người lớn gì nói đi. Dì Dượng đó. Cháu chào dì Dượng. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu thì làm được, không để em Hằng phải buồn. Hằng nói với ba mẹ của hậu đi. Con chào hai bác ạ. Con là Hằng quê Bến Tre. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn ạ. Quê giỏi lắm đó. Và đây sẽ là những món quà của chương trình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Đây là Quyquecool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chiếc áo phong sương đời ân nghĩa, nghĩa ân tình ta tặng cho nhau. Chúc em hạnh phúc nha, mọi điều may mắn tốt đẹp nhất trong cuộc sống nha. Dạ, cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn ạ. Chúc hai bạn một kết thúc cực kỳ có hậu đi thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cái kết rất là đẹp thưa quý vị. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai em. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Và một người và học bác vui vẻ, đừng chuyên quá là được. Ở ngoài con thuyền có nhiều thứ quý lắm. Em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body sống muốn. Cô đã bắt làm chim đậu, ở đâu có mồi, nói chim cu sẽ tới. Đất lành chim đậu, nói vậy cho nó rõ, nói rõ còn chim cu nữa. Mời bạn nam. Rồi, mời em ngồi, chào em. Xin mời bạn nữ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cũng như quý khán giả thêm đài. Em là Phạm Thị Phương Hồng Quế, em năm nay được 36 cái xuân xanh. Và em là nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Quế? Dạ em làm ở Phú Nhuận ạ. Huyện Mân Trỗi. Vậy hả? Dạ. Phú Nhuận sống ở đâu? Dạ em sống ở Gò Vấp. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào cô Hồng Vân. Xin chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nhật Phi. Hiện tại em được 36 xuân xanh. Em sống làm việc tại Khánh Hòa. Làm gì? Dạ nghề nghiệp của em là làm bên xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, học bác, thích ca hát hay nấu nướng này nọ. Còn điểm yếu của em thì do cái môi trường làm việc, nhiều lúc người ta nói là nó chỉ bị ảnh hưởng tới vấn đề về tính cách của người. Trong quá trình làm việc thì em hơi nóng tính. Do xây dựng thì nhiều lúc người ta nói là không được lãng mạn cho lắm. Hơi khô khan ha. Vâng. Rồi, mời nhà gái. Bạn nam bên kia thì bạn nói là bạn làm xây bên kỹ sư xây dựng. Thì em cũng làm bên công ty xây dựng. Em lên phòng mua hàng của công ty xây dựng. Dạ. Mua hàng thì em sẽ cũng hoạt bát, cũng nói rất là nhiều. Cái tính của em thì nó cũng hơi mạnh tí xíu. Dạ. Em nghĩ là đâu đó cái nghề của em với bạn bên là tương đối là tương thích đó, đúng dạ. Không? Ừ. Rồi em có mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình khoảng 4-5 năm, sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản về văn hóa thôi. Người nước ngoài hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ, 7 năm á hả? Dạ đúng rồi.
Bạn trai còn mấy mối tình? Em thì cũng có đúng một mối tình. Năm đó là em 25 tuổi. Rồi yêu mấy mấy năm? Dạ trong vòng một năm thôi. Rồi sao chia tay? Tình hình về kinh tế của em là nó không ổn định. Không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra. Rồi đó em đang làm xe nên. Rồi từ đó tới giờ không có mối tình nào nữa? Dạ không ạ. 12 năm rồi. 12 năm rồi. Một bên 7 năm, một bên 12 năm. Ế thành xu thế luôn rồi. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Em chỉ còn một người và hoạt bát vui vẻ và biết kính trên nhường dưới. Đừng ghen quá là được. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc rất chi là nhiều người ạ. Anh có hay đi công trình không? Anh đi làm, anh sẽ đứng một vị trí một công trình nào đó. Nhiều lúc là mình có thể chạy qua chạy lại một số công trình khác của công ty. Nhưng mà thường công trình của anh ở đâu? Thường công trình của anh là nằm ở từ Khánh Hòa đi vào Sài Gòn ạ. Nhưng mà nói chung em tiếp xúc nhiều, nhưng mà kỹ sư xây dựng thì chắc là tiếp xúc đàn ông nhiều hơn. Không, nhưng mà ở ngoài công trường có nhiều thư ký lắm. Với lại mua hàng cũng gặp cô bán hàng cũng gái rồi sao? Đối với phòng mua hàng của em thì sẽ có một bạn là chuyên phụ trách về vấn đề này. Rồi, em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em không có mẫu hình lý tưởng nào hết, nhưng mà em chỉ cần vừa người là được rồi. Rồi, đơn giản vậy. Còn nhà gái? Em chỉ có mong là người đó hiền lành, biết sống với người lớn hay là trong gia đình. Rồi biết tôn trọng những người xung quanh, hiểu mình. Chào em gái. Nhà trai qua coi mắt ha. Dạ. Đây cô gái dễ thương, xinh xắn ha. Dạ. Này là bán hàng đắt rồi. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp, trai body 6 múi. Dạ. Kỹ sư xây dựng đi nhiều chắc cũng đúng rồi. Thể lực cũng mạnh lắm á. Qua chị đếm thử có mấy múi nha. Dạ, chị đếm. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ, nói dai á. Rồi em. Sao nè, giờ mấy múi nè? Dạ em một thôi ạ. Sao múi dầu múi. Rất là săn chắc cho chị thấy vậy ok rồi. Em cao như vậy cưng? Dạ em cao 1m72 ạ. Dạ được chị. Được không? Mục tiêu của em với chị, em thích cao chị. Em xin được em cũng có người con. Đi công trường chắc là da ảnh ngâm không chị? Sao? Chị coi giùm em nữa, da ảnh có ngâm không? Dạ đắng tươi. Dạ ngắm. Đi công trường mà. Kỹ sư văn phòng mà. Dạ mắt một mí hai mí chị. Em muốn mí gì con mí. Em ơi cho chị coi cặp mắt em nè. Không phải hai mí, không phải một mí mà là mí lót được không? Dạ thôi cũng được. Cũng được đi. Rồi còn gì nữa không? Muốn gì nữa không nè? Em thích tướng tá cao nè. Rồi thân mình mảnh khảnh mà. Mảnh khảnh đúng không? Dạ đúng. Có rồi. Mảnh khảnh luôn. Mảnh khảnh. Em trai không thích điều gì ở phụ nữ? Nó chỉ có một cái thôi. Không chịu sân sỉ với nhau. Em không thích điều gì ở em trai? Cũng là không thích chửi thề. Do công trình đi chửi thề. Em có chửi thề không em ơi? Mở rào liền luôn. Coi mở có rào hợp không? Quyết định gì đi. Mở rào. Xin mời. Không gian này là của bạn đó. Bắt đầu đi. Bước qua. Dạ. Đầu tiên thì mình có món quà gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên là có người tặng sách. Dạ. Mình cảm ơn chị. Cuốn sách này nó có tựa đề rất là hay, nơi đến hạnh phúc. Dạ, biết rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mình đã đọc được 5 trang. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Hộp quà mình mở ra. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không có quan gọi là gì là giá trị. Nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nếu em chấp nhận, lúc nào anh cũng có bên người em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Là cái gì sao quyền bí vậy mở ra? Thì thiếu từ một sợi chuyền dây chuyền thôi. Dây đeo hay là cái lắc anh? Dây là phải đeo thôi em sao vậy? Ủa vậy dây là phải đeo hả chị? Đeo, trời ơi. Rung quá hả? Anh rung quá, em rung quá. Em cầm cho. Bên nhà gái tôi đẹp gái quá mà không rung sao được ông? Trong lòng tôi suy nghĩ rồi tôi nói trời mở rào ra là ông rung liền. Đẹp gái quá trời đẹp gái mà. Trời, cảm ơn anh. Quá. Trời ơi, điệu quá. Làm vừa đó giờ quen đeo nhiều lắm hay sao? Thật không? Chị nói em đeo gom vô cổ rồi. Chết rồi. Dạ thôi nhường cho anh nói trước. Đúng là nó hồi hộp mà hơi rung. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc nhiều người. Nhưng đối với bạn nữ, gặp bạn nữ thì mình biết nói gì hết. Nên người ta gọi là những cái hát là trở thách. Anh là xây dựng dân dụng hay là công nghiệp? Mình xây dựng và thương mại, xây dựng khách sạn, resort. Lâu à, làm mấy công trình đó lâu lắm á. Vậy là anh cứ đi công trường ngoài thôi đúng không? Hiện tại anh là kỹ sư trưởng hay là anh là coi như giám sát công trình hay là coi như anh là CM hay là gì? Không, hiện tại đối với anh thì anh đang trưởng bộ phận ở đó. Anh về kỹ thuật, về điện hay là về MI hay là? Về hai cái, một là thi công và tấm phòng cháy chữa cháy và phần HVAC và một cái nữa phần HDE. Hai người chung nghề nhau hỏi dễ hiểu quá ha. Dạ.
Rồi, em hiểu rồi. Ở đây anh cần chia sẻ với em luôn. Đấu tranh là cuộc sống, thì chúng ta nên hướng về cội nguồn và gia đình. Giờ anh đã chuẩn bị về để có gia đình chưa? Cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. Thì lúc đó là mất. Hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa, vậy rồi làm sao? Đúng anh, được không quan trọng nữa đó. Rồi là đất lành chim đậu, ở đâu có mồi nó chim cu sẽ tới. Gì ở đâu có mồi chim cu nó tới hả? Đúng rồi anh. Sao không loại chim khác mà cho chim cu tới? Đất lành chim đậu, nói vậy cho nó rõ, nói rõ con chim cu nữa. Thí dụ như bây giờ nè, anh có thể có một công trình ở thành phố hay là có thể xin chuyển vào thành phố làm, có thể được không? Dạ được ạ. Còn em gái, em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân? Tại vì tuổi của tụi em bây giờ cũng không phải là nhỏ nữa, nên nếu mà hợp á là nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn, cái đó là rõ ràng. Em nghĩ tương lai mình sẽ ở đâu thì hợp? Em thì em muốn ở Sài Gòn, tại vì công việc của em ở Sài Gòn đang rất là ổn định. Có hướng về Sài Gòn không? Dạ, anh hướng về Sài Gòn đi anh. Như nãy em mới nói rồi mà, thì ở đâu là... Ở đâu có mồi chim cu tới? Đối với công việc của anh thì một tuần anh nghỉ được chiều thứ bảy và chủ nhật. Chiều thứ bảy chủ nhật. Ủa, công trình mà được nghỉ thứ chiều thứ bảy hả? Công việc của anh hiện tại bây giờ là mình đứng ra nói là mình nhà đầu tư. À, anh bên chủ đầu tư. Ồ. Mình không phải là đơn vị thi công, nhà thầu thi công ở dưới. Rồi. Mình hiện tại đang làm cái dự án này cách sân bay khoảng 200 m. Nên có thể đi lại rất nhiều vậy. Bước ra bay cái tới, bay cái tới. Vậy đi bao sân bay Cam Ranh đó. Sân bay Cam Ranh, dạ. Anh đang có một cái dự án hôm nay, nhưng mà do tình hình dịch bệnh nên chưa vào được. Để quyết định thôi. Bây giờ tụi không còn nhỏ nữa. Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta qua thời gian tìm hiểu, đôi 3 tháng, 2 năm, 7 tháng gì đó. Nếu chúng ta phải hợp, thì trong vòng năm nay, càng tốt. Trong vòng năm nay đúng không? Trong vòng năm nay. Quyết liệt ha. Ba mẹ em ở đâu? Gia đình em, ba má em vẫn còn ở trên Gia Lai. Mình ở đó là mình ở nhà riêng hay là mình ở... Dạ, nhà riêng. Người ta đó, người ta có nhà riêng luôn, thấy không? Nhà đó là em mua hay của ba mẹ cho? Dạ em mua. Cổ mua là cổ quá giỏi, còn đó. Ba mẹ là của thừa tự thôi. Thấy chưa? Thân phận nữ nhi mà người ta còn mua được nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Không, nhà xíu mà. Nhỏ cũng là nhà. Nhà cũng nhỏ là ở đây là mình đừng có nói chuyện nhà lớn hay nhà nhỏ. Nhà nào cũng là nhà cả. Hát tặng cô gái ăn bài đi. Thoải mái lên. Bớt rung đi đó, để sách đây. Hay thôi, để làm sao cho anh thoải mái, anh cứ tự thoải mái, anh ngồi hay đứng gì đó. Giải phóng cơ thể đi. Anh xin gửi đây một vài câu trong bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Không quen nhau đã bao lâu rồi, ai đêm có hay, mà giọt buồn hồi vừa trên môi mặn đau. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm sao vắng mãi đêm dài, để mình ta với con tim càng khôn mang. Rồi, cũng phiêu lắm chứ hả? Đúng rồi, rất là phiêu, rất là phiêu, rất là phiêu. Rồi, em gái. Em hát một đoạn trong bài Nợ Duyên đi ha. Em hát cái đoạn con nữ nè. Ai có quen gì anh, sao tự nhiên đi cùng hương, biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhìn em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Dạ, hết rồi. Thân lòng anh biết chẳng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ơi, sao không cùng nhau tránh bước chung đường. Nhà anh thì cũng đến là cái tổng phòng đây. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Mai gặp nhau, gặp sao nhau anh nhé. Bây giờ trước khi hai bạn quyết định thì chúng ta hướng về màn hình để xem người thân nói gì. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quỳnh Linh. Chào Hồng Vân. Tôi là cô của cháu Phương Hồng Quế. Hôm nay đến với chương trình, mong cháu tôi tìm được một chàng trai thật là dễ thương, để dẫn nhau đi đến hết quãng đời này. Riêng Quế thì cô khuyên Quế là không được khó tính nữa, nhí nhảnh hơn một chút xíu nữa đi, để hòa nhập với cuộc sống cho nó thoải mái. Sau chương trình này cô mong rằng hai đứa sẽ dẫn nhau về trình diện cô. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người đang theo dõi trong trường quay này. Cô dễ thương quá à. Cô đáng yêu quá trời. Cô cũng cute lắm ha. Dạ. Ta trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ mình đưa ra quyết định nào. 3 2 1. Hết thời gian.
hai anh chị đã hẹn hò với nhau. Nào ta hãy nắm tay. Đó, dễ thương, cười tươi quá trời luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm, ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Chuối Ecun, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, tốt cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn chương trình. Bảo vệ Phương Hồng Quế nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Và thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và hãy cùng yêu thương nhau, đoàn kết nhau để vượt qua đại dịch. Và mong rằng một ngày không xa, chúng ta sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn, có những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa thì chương trình xin cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cháu xin phép được tìm hiểu em Hằng. Cháu hứa sẽ cố gắng hết tất cả những gì các cháu để làm được, không để em Hằng phải buồn. Nếu mà con được về làm dâu của hai bác thì con sẽ là một dâu ngoan. Và đó là lời chắc chắn ạ. Cảm giác của em bây giờ rất là vui. Thấy hôm nay chương trình tìm cho em một người bạn rất là tuyệt vời trên cả sức mong đợi của em. Giờ em đỡ run hơn lúc nãy rồi. Em chuyên về nhà hàng khách sạn ạ. Làm tại Bến Tre luôn hả? Dạ, em có một cái việc làm rất là dài, đó là em làm ở bên Dubai 6 năm và em về Việt Nam năm 2020. Dạ, em cũng làm sau đó làm bên Dubai. Dạ, giám sát nhà hàng ở bên Dubai ạ. Giống như cô nói là con hiền, dễ chịu, con dễ nói chuyện với mọi người, rất thân thiện ạ. Đến chương trình này á, thì con rất là mong là tìm một bạn trai mà có gia đình cũng thương người con dâu ạ. Tại con thích làm dâu, tại vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với gì? Ở dưới ngoại xong ở với gì? Tại là lần đầu tiên nên cảm xúc rất là xấu của em. Giống như mình đang trong mơ ấy. Em cứ phải bình tĩnh lại. Chúng là rất là vui sướng. Bỏ thời gian chờ đợi mấy tháng lên đúng không? Dạ, em thấy thời gian đó không là gì hết khi gặp bạn nữ ngày hôm nay. Em thấy Hằng là một cô gái rất là hiền, rất là giỏi và đầy nghị lực. Cũng là một người để em học hỏi thêm. Để mình phải cố gắng sau đó để cho Hằng không có thất vọng khi hôm nay đã chọn em. Hiện tại em vẫn còn rất là run ạ. Không biết là do máy quay hay là do bạn trai bên cạnh. Em thấy chương trình chọn cho một người bạn trai rất là tốt. Bây giờ thì chưa có biết là tốt như nào, nhưng hiện tại cảm nhận vẫn đang rất là tốt. Sau này thì anh muốn về Bình Thuận, anh thấy Bình Thuận có xa lắm không? Dạ em theo anh được. Dạ em theo anh được. Thực ra là em cũng không thích ở thành phố Hồ Chí Minh lắm, bởi vì nó rất là ồn ào và em thích ở miền quê hơn. Nếu mà về bên đấy thì em cũng sẽ rất là vui ạ. Em có thể tìm một cái việc gì đó phù hợp ở cái nơi đó, chẳng hạn như có thể mở một quán nhỏ nhỏ, được nhỏ thôi, hoặc là mở một tiệm tạp hóa cũng được, miễn sao mà mình có một cái đồng ra đồng vào thôi, chứ không cần phải là tiền rất nhiều. Bởi vì nếu mà mình càng nghĩ mình càng kiếm nhiều tiền thì không bao giờ là đủ cả. Mà khi không biết đủ thì sẽ không bao giờ là hạnh phúc.
không phải là em nghĩ về những cái mà tốt đẹp không, mà em nghĩ luôn cả những cái khó khăn á. Có nghĩa là không ai có thể bước đầu ngày đầu tiên mà mở lòng với một người lạ, thì em sẽ cố gắng để hòa hợp, để học theo văn hóa của nhà của bạn để mà hòa hợp theo ạ. Gia đình của anh thì ở nhà thì còn có mẹ với ba. Mẹ anh đang ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại luôn. Mẹ anh chắc chắn là thương con dâu lắm. Nói chung là tại con gái cũng đi làm dâu mà, nên mẹ anh hiểu với đồng cảm. Em thì rất là thích có một gia đình ổn định, thích có một người chung thủy. Nếu mà làm dâu thì sẽ làm gia con dâu ngoan ạ. Anh thì rất chung thủy, anh dám hứa điều đó. Với Hằng thì bố mẹ nhà chấm 9.5/10 ạ. Hôm nay mẹ có biết em đi hẹn không? Dạ mẹ có biết ạ. Tấm lúc sau đã thông báo cho mẹ chưa? Nãy giờ chưa kịp rồi. Chưa kịp luôn à? Thế giờ dạ. Gọi luôn cho mẹ đi. Em ơi. Chào. Được rồi mẹ ơi. Dạ. Đi chưa? Dạ chưa, đang mua quẩy rồi lúc sau rồi. Mẹ ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đi dạ. Dạ. Em đi cô. Rồi dạ con. Có nói gì về bạn gái của con không? Bạn chúc hai đứa tiến hành thì bạn đi cưới chồng hầu nghe. Dạ con cũng con nghe không? Con hiểu được tiếng của bạn không? Dạ hiểu. Con người chỗ nào? Dạ con quê Bến Tre cô. Bạn cũng mong hai đứa cho cơ hội đi để rồi để bạn đi cưới vợ gái hầu. Hầu nó hiền lắm, nó thiệt quá. Chiều nay con cơm với gì vậy? Ăn cơm với rau luộc với cá chiên. Em không biết. Dạ. Rồi mẹ cũng đọc cho hai đứa hợp tác lại rồi thì đi mẹ cũng nghỉ không nha. Dạ. Tới của chiếc em gọi điện mẹ sau được nha. Biết ở nhà gọi điện mẹ nha. Dạ em không biết rồi. Em vừa bài hát này. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Hay quá. Hay quá. Bài hát cũng là những gì anh muốn nói với em. Ba, hai, một. Hết thời gian. Em bấm không ạ? Em bấm mà. Hai chị đã hẹn hò với nhau. Nó rất chỉ là khó tả, nó hò hộp. Cái này bí mật được không? Bước qua. Dạ, chào anh. Đầu tiên thì mình có món quà gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng có món quà gửi anh. Đây là lần đầu tiên là cái gì? Dạ, cuốn sách này nó có chủ đề rất là hay, nó đến hạnh phúc. Quà mình mở đó. Cái vấn đề này thì đối với em thì nó không có quan gọi là gì về giá trị. Nhưng đối với những người mà họ hiểu, họ cảm nhận được là món quà nếu em chấp nhận, lúc nào anh cũng có bên mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cái gì là cái gì sao quyền bí vậy mở ra? Cái trước là một sự chuyện di chuyển thôi. Cái gì hay là cái lát anh? Dây là phải đeo thôi, em sẽ vậy. Không, khớp thì vẫn khớp nhưng mà vẫn không nói được. Mình vẫn trao đổi, mình vẫn có thể nói được. Ví dụ cái này cũng như là một cái công việc làm ăn đi, nó cũng như nhau thôi. Nói bằng cách thì mình cũng chỉ cần muốn là họ biết quan tâm, chia sẻ và biết suy nghĩ để cho mọi người được rồi. Đối với yêu cầu ngoại hình thì mình sẽ không có quan tâm vấn đề này. Nhưng mà người ta nói là quan trọng tới vấn đề ngoại hình, nhưng mà thực chất cái ngoại hình nó cũng sẽ không ăn được. Và cái tính chất bên của người bên trong lâu lần sẽ bộc ra ngoài, nên mình có thể sống được nhờ cái tính chất bên trong. Hơi hồi hộp chút xíu thôi, nhưng mà cho ngồi nãy giờ trong này thì thấy nó ổn định hơn.
theo như tưởng tượng của chị nghĩ sẽ là một người ngoài hình nhìn cũng được, có học thức, nói chung là tướng tá cũng nhìn rất là ổn theo như cái mong đợi của chị. Thực sự lý tưởng thì không cần lý tưởng đâu, mà chỉ cần người hợp với mình thôi, tôn trọng mình. Người đàn ông của chị á thì sẽ cùng đạo với chị, hoặc là sẽ theo đạo của chị, và người đó cũng hiền lành, ít nói thôi. Tại vì chị cũng khá là nói hơi nhiều, nên là chị cũng mong cái người đó có người nào có thể chịu đựng được chị. Mình tin vào cái sự mai mối của bà Mai, và mình nghĩ chắc 99%. Chắc chắn là nó xa rồi, nhưng mà hiện tại chị ở Sài Gòn. Mình ở Sài Gòn nên là mình nghĩ khoảng cách giữa Sài Gòn với lại Khánh Hòa thì nó sẽ gần hơn. Cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu thì lúc đó là mất. Hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa, vậy rồi làm sao? Lúc anh thì không quan trọng nữa, rồi là đất làm chim đậu, ở đâu có mồi, làm chim cua thì tới. Tại vì chị thấy ảnh cũng hiền lành, thiệt thà. Mình nên làm, mình nghĩ bấm để cho nhau cơ hội. Bạn gái thì người được mạnh mẽ, mà cũng sống tự lập. Sau giờ thì mình tính tiếp chứ bây giờ mình chưa biết. Thì phải coi thử hả, hai bên sẽ đi tới như thế nào. Tại vì cái khoảng cách địa lý đó, thì coi như hai bên sẽ lúc đó nó chi tiết hơn thì hai đứa mình sẽ tự trao đổi. Mình có thể, một là hiện tại cuộc sống hiện tại bây giờ nó rất chi là tân tiến rồi, thời đại 4.0 rồi, video call hoặc là FaceTime. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hương, biết chi nhà người ta, xin tránh ra nhìn em lối đi. Mà nhà em thiệt quá khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ trao anh trái tim này. Anh lòng muốn biết rằng sao, anh yêu em đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hỡi người ơi, sao không cùng nhau chân bước chung đường. Con rất là hòa đồng hoạt bát, con biết nấu ăn, và con là một người thiên về gia đình. Đám võ, đam mê thể thao, biết làm việc nhà chăm chỉ. Con chỉ muốn là bạn trai cao hơn con, yêu thương con. Trước khi mà con tham gia chương trình thì ba có nói là nhà rộng lắm, nên anh có muốn về ở rể nhà con thì sẵn sàng. Con trai thấy sao? Dạ con thấy dạ cũng được, vậy là quá tốt rồi. Rồi có biết nhậu nhẹt gì không? Không, em không thích mấy cái đó. Rồi có thích bạn trai nhậu không? Em cũng không thích. Không thích luôn. Nhậu ít thôi thì được, chứ nhậu nhiều em cũng không thích. Vậy là hợp gơ rồi đó, em cũng nhậu ít thôi. Em có cái tật xấu là sáng ngủ dậy hay nướng lắm. Ngủ nướng thôi, kệ ai cũng nướng hết. Nhất là mùa dịch nướng quá nướng là chị nướng ghét luôn. Sáng ngủ dậy là hơi nằm nướng để mới dậy nổi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bà Mối Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.